Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Sport Channel ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại với cái channel của mình với một cái hộp hoàn toàn mới luôn. Đó chính là Elite Trainer Box Astro Radiant. Có cái hình cái em Darkrai ở đây vô cùng là rùng rợn và ma quái luôn. Lâu lắm rồi mình mới thấy là Pokemon làm ra một cái booster, một cái Elite Trainer Box đẹp tới như vậy nha mọi người. Đây, cho mọi người coi kỹ là một lần nữa. Rất là đẹp luôn. Và lúc đầu thì mình đã tính bỏ qua cái hộp Elite Trainer Box này rồi, tại vì các bạn nào mà theo dõi kênh mình thì cũng biết là mình có một cái vận xui, gọi là xui kinh khủng khiếp với lại cái box này luôn. Nhưng mà không thể nào mà giống như là không muốn bỏ qua một cái content nào mà gọi là hay ho để dành tặng tất cả mọi người. Hay đó là quyết định sẽ đập cái hộp này trong ngày hôm nay vào cuối tuần này để mà dành tặng tất cả các fan của cái channel của mình. Let's go. Bây giờ thì mình sẽ đập hộp cái box này luôn. Bạn nào mà sợ chày hộp thì đừng có làm giống như mình nha. Mình chày rồi nha mọi người, thấy không? Mình rất là mạnh tay về với cái này. Đấy. Bóc ra. Ok, đầu tiên là cái bên ngoài của nó nha. Hình em Darkrai rất là đẹp, rất là original. Đây, nhìn rất là ma quái kỳ dị luôn. Mình có 8 cái pack, rồi có những cái sleeve, rồi có những cái ốc này nọ đây. Bên trong có những cái hình của những cái booster pack luôn. Đây. Tiếp theo là cuốn sổ. Đây, cuốn sổ của chúng ta sẽ có đây cái màu gốc của cái em Darkrai, rồi những cái lá bài mình sẽ có được ở trong đây. Đằng sau đây là những lá bài hiếm nha. Có cái em mà Beatrill, có một trong những cái lá mà mình rất là muốn mở được. Những cái lá căn bản này nọ thì mình cũng không muốn nói qua nữa. Đây là những cái list đó, những cái lá full art. Đầu tiên là Beatrill alternate nè đó. Cái em này Machamp, đây lá bài đắt đỏ nhất ở thời điểm hiện tại nha mọi người. Mặc dù là có cái giá trung bình là khoảng 70 đô, nhưng mà cái giá bán ra hiện tại của nó trên eBay là tầm 120-130 luôn nha mọi người. Rất là hiếm. Đây, Irida, một cái lá mà mình rất muốn mở. Cái em trainer này thì mình mở rồi nè. Đó, Silly mình mở rồi. Có một vài người mình chưa mở được là Zizu, rồi Roxana, rồi Roxana mình cũng chưa mở được. Đó. Cái alternate art này cũng rất là đẹp nè. Đó, nhiều màu sắc. Mấy cái em Go này cũng ok. Đặc biệt là mình chưa mở được Starmie, một cái lá hot nhất của cái set mà Gala này luôn. Cái lá mà Matcha mình cũng rất là hot nha mọi người. Đó, toàn là những cái lá đắt đỏ không à. Ok, tiếp theo là mình review thành phần của những cái box. Mọi người thấy cái box rất là đẹp nha. Có một cái viền xung quanh cái em Darkrai này luôn. Electronic box thì lúc nào là cũng hot rồi. Đó, bây giờ mình sẽ coi những cái thành phần. Cuốn sổ hướng dẫn chơi, training này nọ, quá quen thuộc. Tiếp theo mình sẽ có sleeve. Đó, cực đẹp luôn. Cái này mà hồi mình sẽ give away luôn. Mình sẽ có những cái dye đúng kiểu màu sắc của Darkrai luôn nha. Đó, đỏ và đen. Những cái đồ chặn bài nè đó, người ta sẽ cho mình energy, không có gì lạ nữa. Và hot nhất vẫn là những cái pack này. Mình sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 luôn. Ok, bây giờ mình sẽ đập hộp thôi. Đầu tiên thì mình sẽ give away cái code của cái hộp Electronic Box này cho tất cả mọi người nha. Một bạn may mắn sẽ có được. Mình trộn lên đi, trộn lên. Hy vọng là ngày hôm nay chúng ta sẽ xóa bỏ lời nguyền. Thôi đừng hy vọng hết trơn, tới đâu hay tới đó. Mở pack đầu tiên nha. Cốt qua 1, 2, 3, 4. Mình có Fighting Energy, Overkill, Kamado, Nocto, Nip, Swinub, Qfish, Petili, Nickit, Hippopotas, lại là Overkill, Reverse Holo. Cái lá Reverse Holo này nó hơi lạ, cái màu nó hơi nhạt. Ok, yeah, Mania. Một pack tiếp theo. Ok. Để có một bên. 1, 2, 3, 4. Mình có Water Energy, Identify Fossil, Datric, Triplim, Swadudu, Triplum, Psyduck, Togepi, Mammoth Wife,
and shaming. Ok. Thấy lời nguyền ghê gớm không mọi người? Lời nguyền không bao giờ phá giải được. Một phát của Cyndaquil. À, còn lại với Thai Flotion. Chứ không có Cyndaquil. Lúc đầu mình cũng không có thuộc tên đâu nha. Nhưng mà mở riết thuộc tên mấy con này luôn đó. Thấy không? Cyndaquil này nọ. 1, 2, 3, 4. Mình có một Energy hệ lá. Fossil Dark Trick Triplim, Cyndaquil, Killfish, Rollit, Burstmire, Rufflet. Không có một lá Misty rồi. Glaceon, ok. Tiếp theo, mở cái, thật ra là mở cái set này rất là thích luôn nha mọi người. Cảm giác giống như là mình đang mở Cosmic vậy đó. Trong tương lai mà giống như là thế hệ trẻ sau này. Nhưng mình nói vậy là như là mình già lắm rồi. Giống như khi mà họ mở cái set này là giống như là họ đang mở Cosmic mà bây giờ mình đang mở vậy đó mọi người. Ok, mình sẽ có Dark Patch, Poliwhite, Super Effective Classics, Ponita, Chatot, Bronzor, Rowlet, Osawatt, Radiant, Halucha. Lá này thì mình đã mở một lần rồi. Đó, bây giờ ánh sáng trong phòng mình, bây giờ mình đang mở buổi tối. Nó tối hơn buổi sáng rất là nhiều. Thì các bạn có thấy được cái effect của cái lá này nha. Rất là đẹp luôn. Khác với những cái lá Reverse Holo khác. Đây. Và Rabidash. Ok. Cũng xứng đáng một cái sleeve cho cái lá này. Ồ, cái này nó sát quá. Không sao, để đây đi. Rồi. Mình sẽ có vài code cho mọi người luôn. Đây, cốt, hai cốt. Có hơn 76% các bạn đang theo dõi cái kênh của mình và vẫn chưa subscribe. Các bạn hãy nhớ subscribe cái channel của mình để giúp mình có thêm động lực để làm nhiều video hơn nữa nha. Và cảm ơn tất cả mọi người. Và bây giờ thì mình sẽ qua cái pack tiếp theo. Trời ơi, 4 pack mà đúng một hit luôn mọi người. Kỳ này là lỗ, đúng lỗ sắc mặt luôn rồi. Đây, sẽ lấy cái cốt này. 1, 2, 3, 4. Sẽ có mình có Metal, Bronzon, Dwarf, Zamiga, Scyther, Stellar, Zamal, Hoot Hoot, Rickettot, Togekid. Oh wait, oh wait, cái gì vậy? Chết rồi mọi người, mình thấy cái gì á? Tại sao ở trên? À, một lá vi. Tối quá. Ờ, cái này chắc là một lá vi rồi. Really? Weirdier. Trời ơi. Không, giống như buồn quá mọi người. Không có gì để nói luôn. Pack tiếp theo. Mắt nằm máy. 1, 2, 3, 4. Mình sẽ có tâm linh mọi người, tâm linh. Ok. Dark Patch, Poliwhite, Super Effective, Magnum Mind. Mình không phải là người chơi hệ tâm linh, nhưng mà mình cũng hy vọng Sneasel. Bar Patch và Oshaluna. Trời ơi. Typhlosion. Cũng ok, nhưng mà cái này thì không có cái dấu hiệu của GameStop. Khóc cho mọi người nha. Khúc luôn. Ok, bây giờ mình sẽ mở hai pack nữa. Ok. 1, 2, 3, 4. Lightning. Hệ điện nha. Capitrum. Purely Onyx, Energy Lotto, Ponita, Chatot, Bronzor, Rowlet, Oshawott, Triplum. Ủa? What? Hả? Hai lá rare. Ủa? Mọi người, chuyện gì vậy? Ok, hold on, giờ mình đếm nha. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đúng rồi đó. 9 là tại vì... Ủa cái này đấy. 10, 11, 12. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Tại sao mình lại rơi vào những cái hoàn cảnh chớ treo như vậy? Trời ơi. Cái bát nó một đống lá luôn mọi người. Thường á người ta sẽ có là... Từ từ nha, mình sẽ cho mọi người coi. Thường người ta sẽ có... À, 1, 2. Ủa? Cái lá này là lá uncommon nè. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lá common nha. Xong rồi mình sẽ có 1, 2, 3. 3 lá uncommon. 8 lá, đúng rồi nè. Cái này nữa là 9 lá nè. Energy là không tính đi. 10, 11 lá. Mà này còn dư thêm 1 lá nữa mọi người. Được 1 lá reverse holo với 2 lá rare luôn. 1 lá rare non holo, 1 lá rare holo. Trời ơi, cái gì mà xui dữ vậy trời. Được một phát lỗi. Mà cái lỗi này là cái lỗi không ai muốn có hết trơn. Tiếp theo phát cuối cùng luôn. Đúng rồi, cái lời nguyền này quá nặng nè. Mình sẽ không bao giờ thoát được cái lời nguyền Electric in the Box nha mọi người. Đây, phát nữa. 1, 2, 3, 4. Ok, mình sẽ có đó. Hệ bóng đêm. Overkill. Kamado, Nocto, Scyther, Stanler, Zama, Hoot Hoot, Rickitot, Franklin. Ok, cuối cùng có một cái lá lạ. Lá cuối có hit không ta? Nặng không? Oh wait! No! No, last pack magic mọi người ơi! Trời ơi, cầu nguyện. No. Oh my god, last pack magic rồi. Ok, mình đếm 2, 3, 2, 3. Let's go, Zishu. Một cơn bão trainer từ cái set này mọi người ơi. Let's go. Trời ơi là trời. Nhưng mà chắc là cũng lỗ ha mọi người. Chắc là cũng... lỗ á, chứ không lời nổi đâu. Tại vì như mình mở nãy giờ thì đâu có gì đâu mà lời. Bây giờ mình sẽ lấy cái slip này mình bỏ vào. Last pack magic. Let's go. Ok. Đây. Và được thêm một cái em này nữa. Em này thì mình cũng chưa có luôn nha. Franklin's. Mình thấy mình nhớ là mình mở được trong phiên bản tiếng tiếng Nhật rồi, nhưng mà tiếng Anh thì chưa. Nếu mình nhớ không nhầm là vậy. Ok, bây giờ mình sẽ có hai cái code nữa dành tặng mọi người luôn. Đây. Ok mọi người, thì video hôm nay quá là thành công luôn. Lúc đầu là tưởng là ngày hôm nay chúng ta đã ôm nịch rồi. Đó, thấy không? Nịch luôn. Rồi cuối cùng, hit cuối cùng, bùng nổ Jisoo. Thật ra là không có gì bùng nổ lắm, nhưng mà mình rất là happy là cuối cùng mình cũng có được mở ra một cái gì đó từ Electric Box để mà phá bỏ cái lời nguyền xui xẻo của nó đi. Và nếu mà các bạn thích cái tập hợp này của mình thì đừng quên để lại một like và subscribe channel của mình. Và mình sẽ hẹn gặp lại mọi người trong những video thú vị tiếp theo. Và đừng quên like cái video này và comment bên dưới các bạn nghĩ gì về cái video này nha. Và subscribe cái channel của mình để ủng hộ mình, để mình giúp mình có thêm động lực để làm thêm nhiều video nữa. Tạm biệt mọi người. Bye bye.